đây thì em sẽ cứ gia đình cha chúng tôi xuống thì gồm có các bác và có các cái bạn của kiếm cùng đi với đoàn là xin được đặt cái lễ an hỏi cho cháu Tiến và cháu Quỳnh. Mọi cái nghi thức thì hai bên cũng đã trao đổi. Hôm nay thì góc độ gia đình thay mặt cho đoàn nhà trai chúng tôi được xin có ý kiến các con vợ con và đặc biệt là bố mẹ của chú cháu Quỳnh và ông đại diện là họ nhà gái tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho cháu Tiến của cháu Quỳnh và hai họ cũng đã có những cái trao đổi với nhau. Hôm nay thì có cái ngày này cũng tốt, chúng tôi xin được dẫn cái lễ ăn hỏi ra mắt cho tất cả hai bên nhà họ để công nhận là cháu Tiến của cháu Quỳnh là đến tới của cước nữa liên quan đến chồng. Sau đây thì xin mời ông đại diện cho họ một cái để xin nhận cái lễ của nhà trai ăn hỏi của chúng tôi. Vâng, kính thưa toàn thể các ông các bà, thì sau một thời gian hai cháu Tiến và cháu Quỳnh tìm hiểu nhau và đã được sự đồng thuận của hai bên gia đình, hôm nay thì gia đình bên nhà trai tức là bên cháu Tiến có tổ chức một cái lễ đến nhà gái để xin làm cái lễ ăn hỏi hỏi cháu Quỳnh về làm dâu con trong gia đình nhà trai ở Vân Đồn. Thì về phía nhà gái chúng tôi thì tôi là cậu của cháu được sự ủy nhiệm của ông bà Phương và Quyết. Tôi thay mặt cho gia đình nhà gái để tiếp các ông bà con trai và đại đạo các công việc hôn lễ của các cháu. Về phía nhà gái thì tôi cũng xin giới thiệu ngồi bên cạnh nhà tôi đây là ông Phương là bố của cháu Quỳnh, bà Quyết là mẹ của cháu Quỳnh, ông Lâm là anh bên trưởng là trưởng của cái họ bên chỗ nhà bà Quyết. Chúng tôi thay mặt cho nhà gái xin tiếp nhận cái lễ của nhà trai mang đến hôm nay để chúng ta trao cho nhau và đưa lên bàn thờ tiến báo với các cụ trong hậu đường của họ biết là cháu Quỳnh hôm nay chính thức có người đến để chào họ. Xin cảm ơn các bạn.